Xin chào cô chú anh chị quý vị nha. Welcome back to my channel guys. Hôm nay là ngày 3 tháng 3 năm 2023 tại thành phố Houston của tụi bạn thích xinh xinh đẹp. Thì chưa mình chưa cần mở miệng là cô chú anh chị cũng biết mình sắp nói tới cái gì rồi đó. Yes, mọi người đã nói đúng rồi, mình sẽ nói về VinFast. Tại vì sao? Tại mình không cần giới thiệu cô chú anh chị quý vị đã biết VinFast nó đang nổ vang trời vang đất, muốn banh cái YouTube, muốn banh nguyên cái internet, nổ còn hơn cả bom tử nữa. Sau khi cái sự kiện gọi là VinFast để giao được 45 chiếc xe cho coi như khách hàng ở trên đất Mỹ này, mới bắt đầu là cạnh tranh sòng phẳng với Tesla, bắt đầu là mở ra một trang sử mới, một cái nói chung là nó nổ một banh hết VinFast 45 chiếc xe nghe cô chú anh chị quý vị. Thì á, vào ngày 1 tháng 3 tức là cách đây 2 ngày trước, bây giờ 3 tháng 3 thì em VinFast đã giao được 45 chiếc xe cho khách Mỹ. Nghe thì thấy dữ, nghe thì thấy chấn động rồi đó. Trên đời này làm gì có hãng xe nào mà 3-4 tháng trời giao được 45 chiếc xe? Không có. Chỉ có một cái hãng duy nhất gọi là VinFast thôi. Kể như là gì? Và cái quan trọng đó là gì? Kể như cái sự kiện này nó diễn ra vào ngày 1 tháng 3, nhưng mà bữa nay đã là 3 tháng 3 rồi, hầu như không còn nghe tin tức giao xe nữa. À, cái này lạ, nghe đáng ra là mình đã coi như là mình đã làm cái video về VinFast mình cảm thấy đủ rồi. Nhưng mà tại tụi nó nổ quá. Fan VinFast, fan phá hoại, tụi nó nổ quá. Cô chú mấy truyền thông mà là tung hô tụi VinFast, nó nổ còn hơn bom tử nữa. Không, nó nổ quá mới làm mình hiếu kỳ. À, hiếu kỳ nghiên cứu lại cái, cũng tò mò cái bữa nay là hôm qua không thấy nghe tin tức gì giao xe, bữa nay không thấy tin tức gì sao xe hết. À, mới phát hiện ra à đu. Không lẽ bây giờ chỉ giao 45 chiếc rồi thôi em VinFast? Cái này là có hơi mệt nghe. Một hãng xe mà coi như mấy tháng trời mà giao được có 45 chiếc xe là mệt dữ lắm luôn á. Ok. À. Tại vì sao cô chú chị quý vị, mỗi một ngày á VinFast tốn 4-5 triệu đô tiền chi phí, một năm tốn mấy tỷ đô tiền chi phí. Cái là chúng ta đang nói tới chi phí nó ở Việt Nam, ở thị trường Việt Nam á, còn bên Mỹ này dĩ nhiên phải cộng phần bên Mỹ nữa. À, mà 45 chiếc xe này tính ra không đủ nó trả tiền điện nữa, không đủ VinFast trả tiền điện cho đất Mỹ nữa đó. À, hơi mệt nghe mấy VinFast. Rồi chừng nào mới bán xong cái lô hàng 999 đó hoa hồng đây. Trả lời cho cô chú anh chị ta cay cú một cái đi chứ. Tại cô chú anh chị quý vị cũng đã biết rồi đó. Trời trời, cái lô hàng đó nè, cái lô hàng đó là cái lô hàng bá đạo này nè. Ấy lộn, I'm sorry, lô hàng không có bá đạo, cái lô hàng không phải Photoshop này nè. Nó xuất tới Mỹ vào ngày 20 tháng 2 năm 2022, là nó đã cập bến Mỹ rồi, tức là bây giờ qua tháng thứ 3 luôn rồi. 999 đô hoa hồng này đó nghe, nó ngủ bờ ngủ bụi mấy tháng qua, cuối cùng cũng tìm được mấy chục người hốt nó về. Nhưng mà 999 chiếc bây giờ trừ ra 45 chiếc tức là còn 955 chiếc, đúng không em VinFast? Làm vậy có toán có gì sai không nào, nói ra tiếng cho nghe chơi coi. Tức là bây giờ VinFast nó nghe nó còn 955 chiếc. À đù. Phan. Tức là 3 tháng qua từ ngày từ cuối tháng 12 tới bây giờ VinFast nó bán được 45 chiếc. Hiện giờ nó còn 955 chiếc. Và coi như là bữa nay là ngày 3 rồi, ngày 3 tháng 3 năm 2023 rồi, không hề nghe tin tức giao xe nữa. Tại cô chú chị quý vị yên tâm đi, nếu mà VinFast mà nó giao thêm chiếc xe nào đó nghe, nó nổ một banh cái vũ trụ luôn, chứ không phải nổ banh lên tới đấy, nó nổ banh vũ trụ luôn. Ủa, tức là bây giờ thêm VinFast là sao? Rồi chừng nào mới bán hết cái lô hàng này đấy? À, cho mướn, cho thuê hay bán gì đó kệ mẹ đó, nhưng mà chừng nào mới hết cái lô hàng này? Với cái tốc độ bán như bây giờ là thuộc dạng mà có như phá kỷ lục thế giới luôn á, không có tốc được, không có cái hãng xe nào mà bán cái tốc độ mà chậm dữ vậy không. Rồi nếu bán kiểu vậy chừng nào mới có cái lô hàng qua Mỹ kế tiếp đây á? Rồi nếu bán như vậy là làm sao mà huy động được mấy tỷ đô để mà xây nhà máy đây hả? Giấy phép đây nè, cái kiểu này giấy phép của mình chắc nó bị mục quá cô chú anh chị quý vị. Cái giấy phép xây nhà máy nè, ok. Mấy ông VinFast có muốn không? Thành gửi cho mỗi đứa một miếng copy giấy phép hàng thật làm hàng, ok. VinFast đã nhận được giấy phép xây nhà máy trên đất Mỹ rồi. Ủa, xây nhà máy tới đâu rồi? Nói ra chuyện thiên hạ tao mừng đi chứ.
Có cần anh Thành Lê ghé chỗ khu vực nhà máy để làm cái YouTube cho nó ngon lành không? Lúc đó hơi mệt nha, lúc đó hơi mệt nha. Ok. À. Ở có nhà giấy phép rồi, bây giờ chừng nào mới có nhà máy đây? À, với cái tốc độ như bây giờ rồi tiền bạc đâu ra mà xây nhà máy, thôi khi nào và thôi mấy em fan hết khi nào có nhà máy thì tin ha. Còn hiện giờ không có nhà máy. Không có nhà máy mà tụi em toàn nói không mà kêu thiên hạ tin là khó quá, quá trời khó luôn á. Ai tin kiểu đó được, đúng không? Tụi em tin tin mình đi. Không, và kinh điển nữa cô chú chị quý vị. Nhưng tại vì mà mấy em fan VinFast này á, nó nổ quá trời nổ đi. À, mấy truyền thông phá hoại VinFast nó nổ gian trời gian đất hết. Nó làm cho thiên hạ người ta hiếu kỳ về VinFast. Cái mình ta mới tìm hiểu xem cái hãng xe nào mà bá đạo tới mức mà 3 4 tháng trời nó bán được 45 chiếc xe. Điều tra hả? Cái chúng ta phát hiện ra liền. Cô chú anh chị nhớ cái này không? Cái sự kiện này nè. VinFast receives order for more than 2500 VFAs and VF9 vehicles from autonomy. Đó là cái sự kiện này được thông VinFast nó thông báo vào ngày 17 tháng 11 nè năm 2022 nè không. Lúc này VinFast nó thông báo là đã nhận được cái đơn hàng hơn 2.500 chiếc từ cái hãng xe cho thuê xe điện Autonomy mà nó được mệnh tụi nó nói là cái hãng cho thuê xe điện lớn nhất thế giới, đúng không cô chú anh chị quý vị có nhớ cái điều đó không? VinFast tụi em có nhớ điều đó không? Không lẽ tụi em không nhớ, không lẽ tụi em lại mau quên thế sao? Ok, không lẽ mau quên thế sao? Thôi bây giờ để anh Thành Lê nhắc cho tụi em nhớ. Thấy cái hãng Autonomy này á, lúc trước ở nhà, lúc trước khi mà có cái tin nó bị hết tiền á, cái hãng Autonomy bây giờ nó cũng cạn tiền rồi. Thì á, nó thông nó vào cái triển lãm nào đó, sau đó nó đặt 2.500 chiếc xe xe hơi của VinFast. Ồ, để bây giờ mình Google lên mấy cái bài báo đó, lúc đó nó nổ banh hết, nó nổ còn hơn bom nguyên tử nữa. Để cho cô chú anh chị xem ha. Autonomy, Autonomy đặt mua 2.500 xe VinFast, 2.500 xe VF. À trời ơi đứa nghe, trời ơi đứa nghe, nó nổ mà banh hết, nó nổ coi nè. Cô chú anh chị quý vị thấy nó nổ không? Đây nè. Ai da, nó nổ coi nè, trời ơi, để mà giờ mình lại vô một cái để mình xem nó nổ nghe. Đây nè. Trời ơi nó nổ mà coi như là siêu cấp vô địch luôn chứ không phải nổ nữa. Đây nè. Để đặt cho vô bài báo tiếng Việt Nam cho mấy em Việt Nam fan của VinFast dễ nhìn ha. Sợ nhiều khi mấy em đó trình độ tiếng Mỹ thì yếu, các cô chú anh chị có gì trình độ tiếng Mỹ kém. Kém này có nghĩa là gì? Kém có nghĩa là không biết tiếng Mỹ. À, không biết tiếng Mỹ. Đây nè. Thấy không? Thấy VinFast tao khoe lúc đó không? Ừ. VinFast đã nhận được hơn 2.500 xe VF8 và VF9 cho hãng Autonomy. Đây nè, đây là một trong những đơn hàng xe điện lớn nhất của Autonomy từ trước tới nay, đều khẳng định sự đón nhận của thị trường quốc tế dành cho hãng xe Việt. À đúng, ủa sao rồi? Hình như VinFast đang bị ế 955 chiếc đúng không? Trong khi cái đơn hàng Autonomy nó tới 2.500 chiếc mà. Ủa sao sao không giao cho nó đi? Xin mời Autonomy, xin mời. Autonomy bây giờ chắc nó cũng quỳ lại luôn rồi, nó hết dám nhận rồi. À. Mà chính xác là gì cô chú anh chị quý vị? Chính xác là gì? Chính xác là Autonomy nó không dám nhận thiệt. Đấy, đấy, nói là có bằng chứng đàng hoàng. Rồi cái bài báo bá đạo này đâu mất tiêu rồi. À. Cứ như đâu cái này mình đọc đây nè, VinFast nghe nó đọc mà coi như là nó giao nó nghe đây nè. Hay à, đâu rồi, rồi. Cái bản tin ở đây nè. Trời ơi nó nghe. Cứ như á, em bây giờ mình đọc cho mọi người ở trên cái bài báo mình soạn sẵn này nãy rồi. Cứ như là cái hãng Autonomy á, nó không có bình luận gì cái chuyện mà giao xe của VinFast khi mà được hỏi là khi nào mà Autonomy nó nhận xe hết, nó im luôn. Ôi, nó im luôn. Đây nè. Rồi để mình khi nào mình rảnh mình in ra mình chụp hình để thôi tụi nó nói mình bịa chuyện đó, nó im luôn cô chú anh chị quá vậy. Cái hãng Autonomy này chơi nó chơi gác VinFast vậy đó,
cái như đặt 2.500 chiếc phải không, bây giờ không không thâm nhận luôn rồi xong má cho nó ăn cho hết luôn á. Đây nè, autonomy did not respond to a request for comment on when it would take delivery. Tức là đây nè, khi mà hãng autonomy nó được báo chí người ta hỏi đây nè, đây nè, trời ơi đó nghe. Khi mà báo chí truyền thông ta hỏi autonomy khi nào mà nó nhận xe VinFast á, nó không trả lời. Cô chú anh chị thấy gõ gàng với VinFast. Ý autonomy nó nói là cái gì? Ý nó nói là gì? Bây giờ định chơi trò mà coi như quịch à. À, định coi như là đây nè. Đây nè, thấy không? Thấy cái đoạn nào? Đây nè, cô chú anh chị thấy đọc được không? Đây nè, autonomy did not respond to a request for comment when it would take delivery. Rõ ràng, trời ơi trời, hãng xe cho thuê điện gì nè, hãng cho thuê xe điện lớn nhất thế giới đặt 2.500 chiếc mà gì là sự đón nhận của thị trường quốc tế dành cho xe VinFast mà gì bây giờ xe VinFast có rồi mà không chịu nhận là sao hả? À đủ này hơi bị lạ nghe, đặt tới 2.500 chiếc luôn đó mà với cái tốc độ bán bây giờ hiện giờ cũng không hề có bất cứ cái thông tin nào về cái lô hàng thứ hai rồi lô hàng thứ ba thứ tư năm sáu bảy tám gì hết. Rồi góp cuộc là chừng nào mới có lô hàng kế tiếp đây. Rồi bán với cái tốc độ này là VinFast thì em cũng biết rồi đó đúng không? Dẹp tiệm chắc, không có dẹp tiệm chắc, không có cửa nào mà không dẹp tiệm hết á. À, cởi như cái idea này là cô chú anh chị quý vị thấy không? VinFast nó không hiểu cái điều đó, bởi vậy mình phải làm nhiều video nữa. Các cô chú anh chị khác cũng nên làm nhiều video đó. Để nhắc cho mấy em VinFast nhớ một điều là gì? Mấy em đó. Thứ nhất, mấy em đó không bao giờ có điều kiện qua anh Mỹ này. À, mấy em VinFast, tụi em không bao giờ có điều kiện qua anh Mỹ này để mua xe đó. Thành ra những cái lời mà thủ dâm tinh thần, những cái lời tung hô, những cái lời mà quan tưởng của tụi em dành cho VinFast á, nó không có giúp ích được cho VinFast, đúng không? Đúng nào, quá gò gàng. À, giúp cho VinFast tới đâu rồi, kiếm được bao nhiêu khách cho VinFast rồi. Rồi bán được mấy đơn hàng, nói ra cho Việt Kiều người ta cay cú cái nè. Nói ra cho Việt Kiều khát nước, người ta coi như là thèm uống nước coi nào. Ây da, khát nước mà uống miếng nước vô nó đã đó nghe. Đặc biệt là nước ngọt Coca-Cola nó trời nó ngon đó nghe. Nước ngọt Mỹ nó trời ơi, nước ngọt này là coi như nguyên chất không có bị pha trộn gì ở đây hết. Ok, mấy fan rush. Trời ơi, ủa sao vậy? Khi nào mới có cái lô hàng kế tiếp, khi nào mới bán tốc độ này đó nghe là dẹp tiệm à. Ok. Thấy không? Dĩ nhiên Việt Kiều hay người Mỹ là đéo ai thèm mua VinFast đâu. Ok, tại sao? Chỗ đâu đậu? À, không có chỗ đậu chứ không gì hết á. Không, người khác thì mình không biết chứ riêng bản thân mình là mình không có chỗ đậu. Tại vì hành lý là coi như là gì? Mặc dù cũng hơi bị khát nước thiệt. Được cái nhà có một chiếc Mercedes, xin chiếc Lexus, hai chiếc đậu hai bên rồi hết chỗ đậu rồi. Ok, mấy VinFast. Ha. Tụi em còn còn VinFast để dành cho những fan của VinFast mua trải á, thích cứ mua đấy, đâu ai cấm cản gì đâu, xin mời. Ồ mà hình như là chính xác là mình đã đề nghị tặng bình xăng luôn mà. Tặng bình xăng cho 50 em đầu tiên mà bay qua Mỹ mua xe VinFast, xin mời. Đó, mỗi em 50 em là gì 2.500, cái đó trả được. Trả được. À. Ai da. Ơi nó nghe thiệt là cái tình đây. Tức là bây giờ chúng ta vừa có xác định cái thông tin mới nè cô chú anh chị quý vị không? Tức là cái hãng xe này á đó là đặt 2.500 chiếc. Và cái quan trọng nữa về cái thông tin mà kinh điển hơn nữa là đáng lấy ra cái lô hàng 1999 chiếc xe này nè. Đúng rồi. Là vốn dĩ là trong đây là có cỡ phân nửa dành cho cái hãng Autonomy đó. Nhưng mà cuối cùng tính tới bây giờ Autonomy nó cũng không có rảnh, nó cũng trả thèm thông báo là khi nào nó nhận xe VinFast, nó tính chơi cụi vậy đó. Nó tính đặt xong rồi nó bỏ cọc hết. Còn em VinFast á thì hầu như cũng không có thông tin về cái lô hàng thứ hai, hay nói chung là cũng không có thông tin con mẹ gì về cái gì về cái lô hàng mà thứ 5, 6, 7, 8 gì ở đây hết á. Bây giờ là chỉ tập trung vào giải quyết cái lô hàng của con tàu huyền thoại không phải Photoshop này thôi. Mà ngay cả trong cái trường hợp bây giờ đi nữa nó cũng là coi như quá sức luôn á. Tại vì gói gì nè, ngày 1 tháng 3 tức là cách đây mấy ngày về trước thì gầm gộ giao được 45 chiếc xe.
Nhưng mà hai ngày qua, ngày 2 và ngày 3 tháng 3 thì im hơi lặng tiếng hết, im hơi lặng tiếng, không còn nghe nói bất cứ thông tin gì giao xe nữa. Tức là bây giờ vẫn còn 955 chiếc đúng không mấy anh fan VinFast? Ủa vậy chừng nào mới bán được 955 chiếc nữa đây? Thôi bây giờ tụi em xin mời mấy fan VinFast bay qua Mỹ mua, bay qua Mỹ mua, lên mạng thủ dâm, coi tinh thần rồi tung hô nó, rồi ngáo đá quan tưởng nó, không có giúp ích được cho VinFast, qua Mỹ mua chứ là giúp được cho nó đó. Muốn thấy Việt Kiều cai cứu vào, qua Mỹ mua. Muốn chọc quê Việt Kiều không tiền xe VinFast phải không? Qua Mỹ mua. Muốn lấy xe VinFast để đua với xe Việt Kiều đúng không? Qua bên Mỹ mua. Không lẽ tụi em dùng xe máy đi đua với coi như là Lexus hay là Tesla? À đủ này hơi sốc nha. Sốc giống đó. Trong lịch sử chưa ghi nhận trường hợp đó nghe. Ha. Hay là thôi mà nếu tụi em không có điều kiện mua thì cũng được đi. Thôi bây giờ mình xin mời các coi như Việt Kiều nào mà các anh chị Việt Kiều nào mà hay tung hô VinFast hay là lăng xê VinFast hay là chống VinFast 8 điểm, 10 điểm hay là coi như là lăng xê VinFast là xe đẹp hay xe coi như là cái nói chung ai lăng xê xe VinFast ở nước ngoài này xin mời, hãy là mở đi mua nó đi. Trời ơi, nó đang VinFast nó đang cần cứu giúp. Em nó đang cần được ủng hộ thực tế, nó không có cần mấy cái lời thủ dâm tinh thần ngáo đá làm quái gì hết á. Miễn á, thì coi như là cho VinFast 10 điểm hay là tung VinFast lên tận mây xanh nào là hệ thống Tesla coi gì hệ thống ADAS ngon lành, hay xe VinFast chạy ngon chạy bền hay là cái giống mẹ gì đó, nhưng mình toàn nói không. Vậy vậy sao giúp VinFast được đấy? VinFast nó đang ế, nó cần phải có để bán được xe chấm hết, không có nói nhiều, mua xe của VinFast. Ok ok mấy bạn, mấy anh mấy chị nào đang tung hô VinFast đó, ok không, cũng như mấy em fan VinFast nào mà đang phá hoại VinFast, xin mời hãy là mở đi mua nó đi. Trời ơi trời, cô chú anh chị quý vị thấy mà mình khổ không? VinFast nó chụp mũ mình là coi như là chống VinFast đồ này kia, trong khi mình đang năn nỉ tụi nó qua Mỹ này mua xe VinFast, thậm chí là mình sẵn sàng mình tốn tiền đó, sẵn sàng mình tặng nó bình xăng cho 50 em đầu tiên qua mua xe VinFast đó. Đó, tức là mình chịu tốn tiền, mình bỏ tiền túi ra mình lăn xê VinFast luôn á, nó không nghe. Sau nó quay qua nói tại sao mà nói xấu VinFast, nói xấu rồi nào, nãy giờ mình lăn xê VinFast thấy bà luôn, nói xấu rồi nào, nói xấu rồi nào em fan VinFast hả? Trời ơi trời, VinFast rồi chưa gì đây. Rồi chưa, tiếp tục nghe, số phận 999 xe điện VinFast đến Mỹ giờ sao rồi? Được giao được 45 em ơi, đừng yên tâm đấy, giao được 45 xe rồi. Vấn đề là vẫn giao được 45 xe, tức là vẫn còn ế 955 xe. Cái này hơi khó nha. Ok, 3 tháng mới giao được 45 xe. Tức là để mà giao được một 955 xe là chắc phải tốn cỡ 30 năm quá. Ây da, kiểu này là ây, trời đừng đừng nghĩ tới thôi là thấy nổi óc cục. Phá kỷ lục của mọi kỷ lục luôn, chứ không có còn cái đường nào mà binh nó hết. Xong rồi á, chưa đâu, chẳng những nổ trên YouTube mà còn nổ trên Facebook nữa cô chú chị, mà mọi người mà lên Facebook một cái đó nghe, vô mấy cái diễn đàn nó nghe nó nổ mà gian trời gian đất hết. Để bây giờ mình cho mọi người xem để mình đọc cho, phải qua cái kênh khác đọc. Cô chú chị thấy bá đạo cái đó. Để mà mình muốn đọc một cái comment nào mà coi như nó chửi gì kiểu á, là hầu như mình phải qua cái kênh khác mình coi để mình đọc. Tại vì kênh của mình không có em VinFast này vô chửi hết. Tôi xin mời em VinFast vô chửi kênh anh Thành Lê cho đã đó. Ok, chấp nhận. Ok. Không, cứ thôi, cứ mỗi một cái video mà coi như là Thành Lê bị chửi là mình, cứ mỗi một cái comment mà Thành Lê bị mấy fan VinFast chửi là mình sẽ làm cái video về VinFast. Thành ra là coi tụi em cứ chửi đi, cứ chửi cho đã đi, cứ chửi đại 80.000 comment gì đó để làm video về VinFast cho từ đây cho tới khi nào mà coi như VinFast nó thành công trên nước Mỹ luôn. Ok, điếu chơi chơi à, hết tất chịu à. Ok. Không, để bây giờ vô coi VinFast cái này. Trời ơi, đây nè, để coi cái đủ các gì nè, mang xe tới Bô Sa, nhân sĩ Bô Sa lấy thử đánh giá và bình luận.
bình luận đúng nhận sai cãi đồ không cần giới thiệu, vô comment là chửi ông sầm hết vào. Nói gọi các cô chú anh chị ở bên Cali tự nhiên cho tôi nó cơ hội để tôi nó nổ chi vậy à. Nếu mọi người không thích sell in fast đừng quan tâm tới nó, nếu mà mọi người thích sell in fast đi mua nó rất đơn giản, đừng cho tụi nó có cơ hội nó nổ, tại vì bình thường tụi nó đã quá cày nổ rồi, nếu mà mọi người cho nó cơ hội nữa đó, tức là chẳng khác nào mà cho nó cái cơ hội để nó, cho nó nổ cho giang trời nữa, như vậy thì điếc lỗ tai lắm. Ê này, đây coi, lấy thử sell in fast xem có phải 3 điểm không. Ồ, sell in fast đương nhiên 3 điểm rồi, 3 điểm là hơi cao á, đáng ra có 1 điểm à. À, Mỹ xịn là coi như chấm khách quan á, gặp mình chấm là coi như là chắc cỡ 3 điểm gửi. À, đi vô coi, comment gì đây. À, mình chờ đợi sao bình điện chạy được 300 miles, cái này chờ đợi phải chờ hơi lâu nha bạn. Tụi mày ngu lắm, à đu, thằng nào chắc nó khôn cô chú anh chị quý vị. Tự nhiên cái này vô comment tụi mày ngu lắm. Bá đạo, em fan VinFast này nói chuyện bá đạo dễ sợ luôn á. À. Ở Mỹ mà trình độ công nghệ sao kém thế nhỉ? À đu, trời VinFast, xin mời mấy fan VinFast qua Mỹ, thể hiện là hiến, trời ơi. Tụi em toàn là lên mạng nói không, giúp ích gì được cho VinFast, hả? Trời ơi, trình độ công nghệ của mấy ông thua xa học sinh phổ thông ở Việt Nam. Trời ơi, tụi xin mời tụi em VinFast, xin mời qua Mỹ. Tự nhiên, cả thế giới này đều phải bái phục tụi em hết rồi. Xin mời qua Mỹ mua xe à, hay mua được gì đó, mua con đường đó, qua Mỹ mua à. À, gì đây, mấy thằng chống nó khùng hết rồi mà. Trời, Việt Nam là một trong năm nước tự chủ vào công nghệ 5G, giữ vậy ta, sản xuất được tên lửa. Xe ô tô là gì đâu. Trời. Oh my goodness. Nếu nó dừng lại ở công nghệ, làm chủ công nghệ 5G thì mình còn nghe, còn chăm chế đi, nói lên tới sản xuất coi như là tên lửa. Xe ô tô có là gì đâu. Xe ô tô đâu có là cái gì đâu mấy em. Thôi vậy, xin mời mấy em qua Mỹ mua. Không, xong rồi còn bội thêm một câu, bao que giờ ngu quá, đủ. Cô chú anh chị thấy chưa? VinFast nói chuyện là câu trước câu sau là nó quất liền à. Nó không nói nó nhiều đâu. Thông cảm, tụi nó học nhiều quá, thành ra tụi nó hơi bị ngu, cô chú anh chị quý vị. Nó nói chuyện câu trước câu sau là bắt đầu chửi nha. Thành ra là các cô chú anh chị đừng có nói nhiều với cái tuổi đó làm gì á. Cái tuổi đó là cái tuổi phá hoại. Kêu tụi nó qua Mỹ mua. đơn giản lắm. Nói tụi nó, hỏi tụi nó, lũ chúng mày thích xe, muốn xe VinFast thành công phải không? Cái tụi nó nói dạ dạ, qua Mỹ mua mày, ông nói nhiều. Cái nó dạ thôi, không có tiền. Vậy nín đấy mày. Nói chuyện với tụi nó là phải nói như vậy đó. Đúng không em VinFast? Gì đây? Trời, chưa lái xe VF thì thôi chứ lái rồi dễ có thiện cảm đủ. Chạy xin mời mua xe VinFast. Trời ơi trời, toàn là khen không, cô chú anh chị thấy khen không? À, ây da. Trời, bước đầu mà mình không ủng hộ thì mong sao kẻ khác ủng hộ. Nếu mà ngang giá với nhau hay trên nhau một tí, tôi vẫn ủng hộ hàng Việt. Xin mời đi mua xe VinFast. Cô chú anh chị quý vị, VinFast nó bị một cái thảm họa truyền thông. Đó là cái tội mà ủng hộ nó không có điều kiện gì để mua nó hết á, mà tối ngày cứ khen nó không, mà cứ tung hô nó lên trên vũ trụ á, chứ cũng không có còn nằm dưới mặt đất nữa, tung nó lên vũ trụ luôn rồi. Về cái trình độ chửi đuổi khách hàng thì thuộc dạng là siêu cấp vô địch. À, gì nữa đây? Ai da. Yeah. Chả có cái gì mà mới bắt đầu mà hoàn hảo cả. Hãy ủng hộ để các doanh nghiệp còn có doanh thu rồi phát triển tiếp. À đù, vậy thì đi mua xe VinFast, đúng không? Hello, mấy em VinFast, mấy em cũng biết nói mà. Muốn doanh nghiệp phát triển là phải ủng hộ nó. Ủng hộ nó bằng cách đi mua xe của nó. Ngồi thú dâm tinh thần đéo giúp ích được cho nó. Chửi Việt Kiều là coi như sẽ làm Việt Kiều ghét, đúng không? Sẽ làm Việt Kiều cay cú. Mà Việt Kiều cay cú, Việt Kiều ghét làm gì? Ta đéo mua xe VinFast, đúng không?
gì nữa này tiếp coi. Ai da, ai da, tiếp tục coi. Một số người sống ở Mỹ mà không hiểu gì tính an toàn tiêu chuẩn phải cao của Mỹ thì mới bán được vài lăn bánh được. Cái này là các cô chú anh chị không hiểu gì hết. Ý mấy đứa fan VinFast nó nói là xe VinFast đó nè, nó bán được bán xe qua Mỹ là coi như nó đã, đó coi như là đã chất lượng rồi đó nè mấy fan VinFast. Miếng giấy này cái nghe chịu, ngoại trừ giám đốc của VinFast ra, cái người kế tiếp có miếng giấy này là Thành Lê đó, tuyên bố mạnh cho tụi em biết vậy đó. VinFast tụi em có bao giờ thấy được cái miếng giấy này ở bất cứ một cái kênh truyền thông nào mà lăng xê VinFast không? Không có. Cô chú anh chị có thấy chưa? Cũng không có luôn đúng không? Và VinFast nó sẽ không bao giờ nó công bố cái miếng giấy này hết. Đây là giấy phép mà cho phép VinFast nhập khẩu xe vô Mỹ nè. Mặc dù nó hơi bèo nhẹo chút nhưng mà nó là hàng thật. Và trên đời này vốn là không có cái phiên bản xe nào mà gọi là VF8 CD Edition đó đó. Không có, nó sửa tên đó. Okay. Bởi vậy nó không bao giờ nó dám công bố miếng giấy này đâu. Đây nè, cho coi kỹ một chút nè. Ok. VinFast, được, thấy là lê chơi đẹp không? Tụi em muốn có giấy phép, cho tụi em xem giấy phép đàng hoàng. Ủa mà sao bán được có 45 xe vậy? Hả? À, bán 45 xe không đủ trả tiền điện, nó lấy đâu mà trả tiền khác trời. Và chừng nào mới kiếm lại được mấy tỷ đô đấy. Hả? À, kiểu này là coi như là gì nè. Còn hơn cả tiền mà đổ sông đổ biển nữa. Quý vị, cái này là người ta gọi là cái gì nào mà coi như là lấy muối bỏ biển á. Cái gì đó, gì đấy, nhận ra một điều là người Việt bên đó nhân tài rất nhiều, nếu chúng ta cùng chung tay thì có thể biến Việt Nam thành một cường quốc như Hàn với Nhật được đấy chứ. Ủa vậy làm sao mà chúng ta sẽ có cùng chung một tay đấy? À, làm sao chúng ta sẽ đoàn kết như là Nhật Hàn đấy? Không. Gì đây? Trời, thật là tự hào lại tự hào nữa. Thật là tụi em hình như tụi fan VinFast tụi em có bị bệnh tự hào thì phải nhỉ. À, gì đây? Ai da. Ai da, tiếp tục nha. Gì đây? Nói chuyện tào lao nhiều quá. Thằng cái gì nè, mấy thằng vượt biên sang Mỹ là ngu cả, chiếc xe như thế mà còn chê thì tụi mày khen chê xe Trung Quốc là vừa. À đủ, cô chú anh chị quý vị thấy chưa, thấy cái thằng chó fan VinFast này nó vô nó chửi mấy thằng vượt biên ở Mỹ nè. Cô chú VinFast, tụi em nghĩ là tụi em nói chuyện kiểu đó là sẽ giúp VinFast hả? Trả lời tự em trả lời luôn á. Ok. Mấy em VinFast, tụi em nghĩ là tụi em chửi Việt Kiều là tụi em sẽ giúp được VinFast chăng? À đù, à, xin mời qua Mỹ mua xe VinFast, đúng không? Trời ơi trời, yeah, ở đó. Tụi em nếu có điều kiện mà tụi em đã rất thích chửi Việt Kiều là tụi em đang hại VinFast đó, ok mấy VinFast, tuyên bố mạnh gì đó. Tụi em nếu có giúp gì được cho nó đó, càng chửi cứ chửi nhiều vô đi con, ok, cứ chỉ nhiều vô đi con, xem nào ế cho biết. Cô chú anh chị quý vị đừng có thèm mà cãi lộn tụi nó làm gì hết á. À, cái như đừng có đá động tới tụi nó hết á, để cho tụi nó nổ cho đã, nó nổ như điện thoại vậy chứ gì. À, điện thoại vậy sao vậy, hay nổ như xe xăng hay tivi của mẹ vậy đó, sao hết rồi. À, cho tụi nó qua Mỹ nè múa, xin mời gì nè. Ai gì đây trời, review quá chất lượng. Gì đây, gì đây, hay da, tiếp tục nghe để đổi coi. Trời ơi, rất trung thực, không dám trung thực đâu, khỉ móc chứ trung thực. Về đây tiếp tục nghe để coi anh này ghi gì đây. Ấy à, đây là cô chú anh chị quý vị đó nghe gì đây. Trời ơi, xe VinFast đã giao được ở Bắc Cali, ờ, biết rồi, giao 45 chiếc, biết rồi.
ghi comment giống gì đây? Gì đây? Ăn cơm nhà quét chợ hàng xóm là bọn này, dân tộc nào có bọn này không ngóc đầu lên nổi. À đu, nó đang chửi gì kêu cô chú anh chị quý vị. Ấy fan fast, tụi em đã nói lộn rồi, ok, để bây giờ Thành lại chỉnh sửa lại cho tụi em nè. Tụi em cũng nói là người ở nước ngoài này chỉ có 2-3 triệu đúng không? Đúng không? Đúng không? Trả lời cái câu đầu tiên này. Trong khi tụi em là coi như cả 100 triệu, tức là tụi em có cả 100 triệu cái đầu, mà tụi em là coi như không khá lên được là tại vì tụi em dở đúng không? Đúng không nào? Đúng không? Đúng không? Trả lời rằng càng trả lời cái cho ngon lành coi. Trả lời cái cho nó ra dáng coi. Đó, vậy là tại tụi em dở. Dở thì phải nhận là dở, ok, dốt là phải nhận dốt, đừng đổ thừa. Thấy không? Chơi như vậy nó rất là hèn, ok. Hết chuyện. Nói chuyện nó nghe tụi nó bưng bô đầu bò mà tối ngày anh đổ thường khác không cô chú anh chị quý vị, bá đạo dễ sợ luôn cái đám này. Tiếp tục nha. Cái gì sai thì mình đóng góp xây dựng, ví dụ như một đứa trẻ nó không biết thì chúng ta kêu gào rú nó rồi chửi gỗ xí giả nó phan như giết cái giống gì trời. À đại khái là nó thí dụ nếu mà WinFast không ok thì coi như phải đóng góp ý kiến xây dựng chứ tại sao phải lại chửi bới nó. Ủa đâu ai chửi bới WinFast hả? Ai chửi bới WinFast? FanFast đứa nào chửi bới WinFast? Có phải là tụi em không? Các mẹ đi chợ làm nails đưa đón con đi học quanh thành phố trong bán kính di chuyển dưới 50 cây số một ngày, thế giới này hiệu quả. À đu. Ủa tức là bây giờ bỏ cùng giá tiền ra thay vì có thể mua một chiếc xe Tesla hay là Hyundai Ioniq có thể chạy 300-400 miles, tức là tương đương với 400-500 cây số không chứ. Thì không chạy, bây giờ phải quay qua mướn cái loại xe mà nó có tên là WinFast cũng với cỡ giá tiền ná ná đó, chỉ chạy được có phần 207 miles, tức là tương đương với cả 300 cây số. Ủa chị vậy mấy em WinFast có thể giải thích lý do tại sao phải làm vậy không? Thay vì từng lễ sạc pin lần, bây giờ 2 ngày phải sạc pin lần. Ủa chị cho cực vậy à? Ủa chị cho cực vậy để được tôi em khen hả? Đéo cần, ok, đéo ai cần hết á. Đéo ai cần hết á. Không, tụi em muốn chửi thì chửi cái chửi cho đã đi. Xin mời vô kênh Thành Lê chửi. Một lời chửi làm cái video nha, hứa cho anh dự đàng hoàng, ok. Nhiều khi bữa nào xiên xiên chơi hai cái video luôn, ok. Không. Chứ không rảnh đâu mà chửi lại tụi em, chửi tụi em phí thời gian lắm. Môi quên phát cả chửi. Chơi là phải chơi vậy nó mới đẳng cấp chứ. Gì đây? Hay da, gì đây? Sale WinFast rất đẳng cấp. Người Việt quốc nội quan hô, những Việt kiều trung thực. À đù. Những Việt kiều trung thực nghe cô chú anh chị quý vị, tức là tụi nó nói là những Việt kiều nào mà tung hô lăng xê sale WinFast là Việt kiều trung thực. Xin mời các Việt kiều đó đi mua sale WinFast. Nói nhiều cái gì? Xin mời. Cứ mua chạy đi. Đâu ai cấm cản gì đâu. Thấy chú xa xứ mà vẫn hướng về Việt Nam. Ai cũng hướng về Việt Nam hết chứ mấy em ơi. Đúng rồi, tụi em không có thấy được thôi. Tại tụi em trong hang rồi sao thấy được. Thì đây, I'm sorry. Hay à, để coi. Người khách hàng thứ tư nhận xe Win VF8 để coi vô comment ghi giống gì đây. Không cần giới thiệu chửi ông sùm nữa phải không? Phải. Cái như là cái tội bá đạo rồi, để coi ghi gì đây. Người Việt ở hải ngoại chân chính luôn mong muốn Việt Nam phát triển, sản phẩm của Việt Nam đặc biệt là sản phẩm công nghệ có mặt ở nhiều nơi, có lòng tự hào với bạn bè thế giới. Ủa gì ơi, tức là coi như những Việt kiều nào mà coi như chê WinFast mắc là coi như là không có chân chính đúng không? Đúng không? Cô chú chị quý vị thấy tụi nó chụp mũ cỡ đó đó. Nhưng mà kêu đi mua thì nó không mua.
Fahrenheit đi mua xe không nói nhiều, đi mua. Mua. Bây giờ mua hay không mua? Trả lời tiếng là đừng lý do nữa, tụi em có mua hay không? Không có lý do gì ở đây hết á. Ok, một là mua, hai là không mua, đúng không? Đó là tụi em không mua, đúng chưa? Ha. Ây da, thật xúc động và tự hào. Trời ơi trời ơi trời ơi, xúc động thì coi bị tụi ấy da, cái hãng xe nó coi như nó khổ thấy bà luôn, mà tối ngày cứ tự hào ngáo đá kiểu này là coi như mệt lắm luôn á. Bán được có 45 chiếc xe mà tối ngày cứ tự hào là tự hào gì mới trời hả? Tự hào bán không lẽ tự hào là 3 tháng trời bán được 45 chiếc xe hả? Kiểu này bán kiểu này là hơi mệt nghe. Bán cái kiểu này là coi như là dẹp tiệm chắc luôn á, không có đường nào binh nữa đâu. Gì đó, VinFast bán được nhiều, chỉ phục vụ cho với gì nè. À, ghi cái gì mà coi như nó phức tạp quá nha. Người Việt đúng ưu tiên và sử dụng hàng Việt, tạo công ăn việc làm, thu nhập cao cho người Việt. Vậy thì đi mua xe VinFast đúng không? Ủa tụi em thật ra tụi em gốc cùng là ý tụi em sao hả? Tụi em mở mình ra là coi như là nói những lời hay ý đẹp nhưng mà kêu quên mua xe VinFast, tụi em đéo mua là sao mấy em fan VinFast? Hả? Gốc cùng là tụi em muốn lùa gà phải không? Ồ, quá ra là như thế à. Tức là muốn dụ khác mua để gì tụi em là coi như là thủ dâm tinh thần nhưng mà tụi em không tốn tiền đúng chưa? À đúng, chiêu này dơ nha, chiêu này dơ dữ lắm luôn á, chứ không phải dơ nữa. Hay à, ở hải ngoại có những con người chân chính và rất yêu nước. Cảm ơn anh đã ủng hộ VinFast, xúc động quá. Trời ơi trời, ba này bắt cọp em gì đâu, mình nghe nó nghe mình cũng xúc mạo động nữa, nó gục mình thấy bà luôn á. Hay à. Hay à. Chúng ta là người Việt, tự hào xe thương hiệu Việt, chúc VinFast thành công. Không đi mua nó làm sao mà nó thành công được? À, bán có 45 chiếc sao thành công được đéo gì trời hả? VinFast tụi em hay làm ơn giải thích, nó bán 45 chiếc làm sao mà nó có cửa nó thành công đây? Nó sẽ thành công như thế nào nếu mà nó chỉ bán được 45 chiếc hả? À, nếu nó bán chỉ được có 45 chiếc sao đó là nó tịch khói nữa. Sức qua Mỹ có 1.000 chiếc mà bán 45 chiếc, còn EBA 955 chiếc sau 3 tháng trời. 1, 2, 3, 3, 2, 1 vậy làm sao mà nó thành công được? Nó sẽ không bao giờ thành công được với cái doanh số đó. Ok, đừng có ngáo đá nữa, đừng có thủ dâm quan tưởng nữa, xa vời lắm, không có thực tế đâu. Trời ơi, mua hàng Việt là giúp con cháu chúng ta sau này sẽ sống trong một Việt Nam phát triển. À đủ, vậy thì đi mua đúng không? Cô chú chị quý vị thấy tụi nó bá đạo không? Cái tụi mà fan phát tụi nó phá hoại vô cùng. Một nó nói không à, nó nói không à, nó làm cho người khác chửi VinFast nhưng mà tụi nó không mua. Ủa, gốc cổ là sao? Ây da, ủa à, bộ Duy Kiều nói lô xe 99 chiếc bị lỗi chở Việt Nam hết rồi mà ta, cười ha ha ha. Cô chú anh chị quý vị thấy nó đang chửi Duy Kiều không? Xe VinFast VinFast bán tới đâu rồi? Nói ra cho thiên hạ tao bật ngửa, cái bán được tới đâu rồi? Hả? Ở đó, cái đám vớ vẩn nghĩ nó bán chắc nhiều đó là đủ rồi. Hả? VinFast để thành Lê nhắc lại cho tụi em nhớ nè, VinFast đó nghe, VinFast của tụi em á, hay là tụi em nói chung á là cần tụi anh. Hả? Tụi anh đéo cần tụi em một cái tuyên bố mạnh như đó. Hả? Hết chuyện đó nghe. VinFast nó đem xe qua Mỹ là nó muốn bán cho người Mỹ tụi anh đúng không? Nhưng mà người Mỹ tụi anh đéo có cần mua xe VinFast. Tại người ta có mỗi nhà có 3-4 chiếc xe, mua VinFast làm quái gì nữa? Hả? Mua VinFast làm cái quái gì? Tụi em giải thích dùm cái à. Mua xe là yêu nước, còn chơi xe là bao que đu càng. À đu. Chụp mũ nữa. Ê, VinFast, vậy tụi em mua đi. À, hết chuyện đó nghe, xạo chó không? Hết cô chú chị nói là thấy tụi nó nói chuyện không? Hả? Hết chuyện.
gì nè, mua xe là yêu nước còn chê xe là bao que đu càng à đu. Tức là bây giờ là tụi nó không cho ai chê xe VinFast hết, nếu không nó quy chụp liền, già trẻ bé lớn gì nó cũng gọi là bao que đu càng hết, đầu cha nó. VinFast cái đứa nào nói chuyện của kiểu đó tụi em chửi đầu cha nó cho anh, ok đó, đó cái đám vớ vẩn đó, mấy chó nó không bao giờ có tiền mua xe VinFast sao mà cứ xạo lờ hoài. I'm sorry cô chú anh chị quý vị, nãy giờ hơi nóng tính. Vợ chồng Mỹ là người đầu tiên nhận xe chứ không phải người Việt hải ngoại nha các bạn. Ủa cái đéo quan trọng đâu. Ok để mình lặp lại cái câu này cho tôi quý vị biết. Tụi nó nói gì nè, cặp vợ chồng người Mỹ là người đầu tiên nhận xe chứ đâu phải người Việt hải ngoại nhé các bạn. Cái đó đéo quan trọng em VinFast. Cái quan trọng tụi em nên nhớ này nè, xe VinFast chỉ bán được dõn dẹn 45 chiếc xe sau 3 tháng tới Mỹ. Đây là cái quan trọng. Còn mấy cái vớ vẩn đó đéo quan trọng. Ừ, thí dụ người Mỹ đầu tiên nó mua xe Việt nó coi sao bán được cho mấy Mỹ rồi. Bán được cho mấy Mỹ rồi. Hả? Hay là bán 45 chiếc xe đủ rồi phải không? Hay là bán vài ngàn chiếc xe, 4.500 chiếc xe là đủ rồi phải không? Hả? Ở đó. Xin mời qua Mỹ mua xe. Mua xe đi cho Việt kiều cai cú chơi. Cứ xách xe chạy xuống đường Bel Air hay đường Bô Sa gì, hai cái đường nào mà có đông người Việt đó, cứ chạy qua đó. Đúng không? Chạy hiện máy, hiện vậy đó. Cho Việt kiều lé mắt chơi, cứ chạy đi. Mới. Ây da, trời ơi trời. Ây da, người Nhật, Nhật Bản và Hàn Quốc họ tự hào về sản phẩm của họ. Người Việt Nam có một số người chuyên tự nhục chính mình. Cái câu này cô chú chị quý vị, nó nói cả trăm lần luôn, nó nói cả bao nhiêu ngàn lần luôn đó. Các cô chú chị quý vị, mọi người có cảm thấy quý vị có cảm thấy tự hào về xe VinFast không? Có thể cho em một cái comment hay không để VinFast vô nó đọc thì thôi chứ không gì hết á. Ok VinFast đó. Trời ơi, tự hào, VinFast tụi em tự hào đúng không? Đi mua xe. Đừng nói nhiều nữa, tự hào mà không mua giúp ích gì đéo gì được cho VinFast. Mua xe. À, người. Chờ, người có tiền thì nhanh mua liền, người không có tiền thì chê ổng chê éo. À đu, lại nói gì kiều không có tiền mua xe VinFast nữa quý vị. Để mình đọc lại câu này nha. Người có tiền thì mua nhanh mua liền, người không có tiền thì chê ổng chê éo. Nước Mỹ có 45 người có tiền thôi. Ok, VinFast. Nước Mỹ chỉ có 45 người có tiền, có 45 người đi xe hơi à. Còn nhiêu ta đi xe máy không à. Ok. Xin mời tụi em qua Mỹ mua. Mua liền đi, qua Mỹ nhận xe nè. Tại vì sao cô chú anh chị cũng biết rồi đó. Fan VinFast nó coi cầu bá đạo là gì? Có tiền nhận xe, không tiền nhận xét. Nhưng mà chúng ta thừa biết là VinFast tụi nó đéo bao giờ dám nhận xét gì VinFast đó. Tụi nó không bao giờ dám. À, tại tụi nó hèn lắm. Ok, nó không bao giờ dám đó. Xin mời qua Mỹ nhận xe. À, có giỏi qua Mỹ nhận xe đi khen hay á. Không bao giờ có điều kiện qua Mỹ nhận xe hết mà tối ngày xạo xạo không. Bên Mỹ ai cần mua đéo xe VinFast làm gì hả? Mấy ông VinFast hả? Ở đó không tiền. Không tiền thì chắc lũ chúng mày có tiền nha. Nó làm tháng mấy triệu mình tụi nó nghĩ tụi nó có tiền coi cho chịu cái gì. Xin mời qua Mỹ mua. Qua Mỹ mua khen hay á. À, hãnh diện quá, đúng chắc người gốc Việt. Đú, công nhận nó nghe vậy là coi như là chắc mình gốc nước ngoài quá. Chờ cố gắng quảng bá để VinFast sẽ trở thành Hyundai của Việt Nam ta. Đéo có ngày đó đâu mấy em VinFast, đéo có ngày đó đâu, đừng có mơ, mất công lắm. VinFast sẽ không bao giờ trở thành Hyundai của Hàn Quốc, không bao giờ trở thành Toyota của Nhật, hay không bao giờ trở thành BMW của Đức, hay không bao giờ trở thành Ford hay GM gì của Mỹ hết á, hay không bao giờ trở thành Tesla hết á. Tại đơn giản là tụi em chửi quá người ta ghét. Ta ghét người ta, Mỹ bây giờ là Mỹ xịn chê, Mỹ màu ghét. Đây là câu trả lời nè ha. Bán cái kiểu này đó nghe, dẹp tiệm chắc cú, không có chạy đường nào hết á, ở đó mà mơ mộng viễn vông làm gì ha. Tụi em ngoại trừ tụi em qua Mỹ mua. Ok, VinFast.
Trời ơi đó nghe. Vậy thì mấy Mỹ trắng, Mỹ đen có thấy có Mỹ trắng, Mỹ đen nhào nhặn xé chứa gì đây? Chất lượng người ta mới mua, còn dở ai mà ủng hộ. Chúc mừng VinFast, một nữ doanh nhân rất trình độ, đủ dữ vậy ta. Mua đi xe xăng VinFast chạy ngon em bốc. Ủa xe xăng tới đâu rồi hả? Xe xăng tới đâu mấy VinFast? Nói ra thì ngã ta giật mình coi. Anh chị hỏi đúng nè, hai chú nói nhiều vậy có ủng hộ VinFast chiếc nào chưa? VinFast có ủng hộ VinFast chiếc nào chưa? Trả lời tiếng cho thiên hạ ta giật mình coi. Tới giờ phút này chưa thấy một khách hàng người Mỹ hay gốc Mỹ nào cả. Trời, ở Việt Nam đã có rất nhiều khách hàng mua xe Vin và khẳng định chất lượng xe Vin là rất tốt. Đủ. Cũng có chuyện đó nữa hả FanFest? Trời ơi gì mà ngại ngùng quá vậy? Chia sẻ video cho mọi người ta xem đi chứ. Cái gì đây? Mình cũng mong sao hãng xe Việt tiến xa hơn. Đi mua xe tự nhiên tiến xa thì ngày không mua sao tiến xa được. Không mua xe nó dẹp tiệm luôn á. Tiến khỉ máu tiến. Gì nè? Rất tự hào xe Việt chạy thương mại chính thức trên đường phố Mỹ. Xe thương hiệu chung không còn chạy được trên đất Mỹ nữa. Ý nó nói là xe, nó rất tự hào là xe VinFast, tức là xe thương hiệu Việt chạy trên đường Mỹ, còn xe Trung Quốc không còn chạy trên được đường phố Mỹ nữa. Hay nói chính xác là tụi nó đang quan tưởng là xe Việt Nam là coi như qua mặt xe Trung Quốc đó, cô chú anh chị quý vị. Ôi trời ơi, má ơi, đúng là bởi vậy đó nè. Tại sao trên đời này có cái đám gì đâu mà nó ngáo đá, nó quan tưởng tối ngày như vậy? VinFast cho tụi em biết, nếu mà giữa mà hàng Trung Quốc ngay với xe Việt Nam á, nghe người ta mua hàng Trung Quốc, ok, tuyên bố mạnh vậy đó. Cho tụi em biết, tụi em đi mua xe VinFast đi, anh nói nhiều lắm đéo gì hả? Hy vọng sớm vượt qua con số 100, cười kha kha kha, anh này được, anh này đang nói chuyện cái phong cách này là giống mình nè. Hy vọng Win, thôi thôi bây giờ mấy VinFast chúc VinFast sớm vượt qua con số 100 trong năm 2023 nha. Chúc VinFast sẽ bán được con cỡ 100 chiếc xe trong năm 2023. Ok. Trời, mặc ai nó ngã nó nghiêng, VinFast vẫn nhất gia nhập Hoa Kỳ. Mặc ai cố chấp khinh khi, VF8 vẫn giọt nhanh nhẹ nhàng. Ôi trời ơi, trời ơi, trời, phan, 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 để mình phải bình tĩnh. Để mình phải bình tĩnh mà đọc cái bài thơ này trước khi mình kết thúc video cho cô chú anh chị quý vị biết. Nó có một cái bài thơ này nó còn bá đạo hơn cái bài thơ kia nữa. Cái gì đây? FanFast tập trung vô nghe cái bài thơ mà ngáo đá của tụi em nè. Cô chú anh chị quý vị nịt seat belt chưa? Chuẩn bị tinh thần chưa? Coi chừng té ghế nha. Để uống miếng nước cho đỡ khát ra, cho thấm giọng cái nó đọc cái bài thơ này không mà khát nước dữ lắm luôn á. Ai da, ready. Mặt ai nó ngã nó nghiêng, VinFast dẫn nhất nhập gia Hoa Kỳ. Mặt ai cố chấp khinh khi, VinFast. Không, để mình đọc lại, đọc dấp vậy nó không hay lắm. Nha. Mặt ai nó ngã nó nghiêng, VinFast dẫn nhất nhập gia Hoa Kỳ. Mặt ai cố chấp khinh khi, VF8 dẫn dọc nhanh nhẹ nhàng. Mặt ai nói bậy nói càng, xe Vin vẫn đứng đàng hoàng vi vu. Xe đẹp thiết kế thượng lưu, trong ngoài hoàng mỹ em ru động trường. Ây da, trời ơi, đọc tới đâu đó nghe nó kinh điển tới đó. Cô vô vậy thấy ghế nhúc nhích chưa? Chưa đâu nghe, chưa đâu, bài thơ dài lắm. Si đì đao thao hai quê, dân Việt hãnh diện thấy em bên đường. Tuyệt vời lắm VinFast ơi, tôi sắm một chiếc cho đời thêm tươi. Sắm liền mấy em VinFast. Đi xin mời qua Mỹ sống sao VinFast đi. Không,
Cảm ơn Nhật Dưỡng, tôi ơi, Việt Nam gặn gỡ xứ người từ nay. Trời ơi trời ơi. Fanfast thật ra tụi em có biết chiếc chân nhột hay biết mắc cỡ là gì không? Nói đại tiếng đi. Trời ơi trời. Hả? À, bán được có 45 chiếc xe thôi. Bán cái kiểu này là dẹp tiệm, ok. Không có cái đường nào tụi em đéo có cứu nổi Winfast lần này đâu. Không. Không, cô chú anh chị cũng nghe những cái mỹ từ giải cứu trái cây, giải cứu sầu riêng, giải cứu bi đao hay giải cứu dưa hấu vậy đó. Fanfest tụi em đéo có điều kiện để mà giải cứu xe Winfast, ok. Thành ra tụi em đừng có ngáo đá. Cái kiểu mà trời ơi nổ cái gì mà dữ vậy trời. Hay ha, chuyện không quá là còn có đoạn này liên quan tới video mình nữa nè cô chú anh chị quý vị ha. Quán ô công ty cho thuê xe autonomy lớn nhất Hoa Kỳ đã đặt 2.500 chiếc xe VF 8 để Hoa Kỳ và thế giới biết người Việt Nam không chỉ nổi tiếng làm nails và quán mặc dù thu nhập rất tốt mà Việt Nam còn sản xuất cả ô tô nữa. Một lần nữa tụi nó là kiếm chuyện với các cô chú anh chị làm nails đó, cô chú anh chị thấy chưa? Nha. Trời ơi, ủa cái hãng autonomy nó nhận xe chưa? Hình như nó đặt nay 2.500 xe luôn mà. Hả? Vậy có cậu chừng nào mới nhận xe hay đặt cho vui? Hả? Ai da. Trời ơi, nó nổ, nó nghe nó nổ cái gì mà dữ vậy trời. Mình là người Việt hãy ủng hộ hàng Việt Nam nha mọi người. Tụi em fanpage ủng hộ trước đi, người ta ủng hộ. Tụi em nói không mà không ủng hộ sao kêu người ta ủng hộ được. Ha. À. Ba ở gì nè, bao que tức học máu, bỏ ăn chờ chết dần. Đủ cái thằng mắc dạy này nói chuyện cái đó cô chú anh chị quý vị. Ừ. Đó chị. Fanfast, tại sao tụi em cứ thích chửi các cô chú anh chị lớn tuổi vậy hả? Hả? Các cô chú anh chị đó là người ta đáng tuổi cha, đáng tuổi ông tụi em đó, ok. Tụi em có biết cái câu kính lão đắc thọ là gì không? Hay là tụi em thích đem ông bà cha mẹ tụi em ra tao chửi hả? À, cứ nói đại tiếng đi, tự nhiên có người chửi liền hả? À, yên tâm đi. À, kệ người ta, ok. À, ta máy que ta kệ người ta. À, còn cái nhiệm vụ của mấy em Fanfast nè, qua Mỹ giải cứu xe Fanfast, ok. Tập trung chuyên môn vô, đừng có làm những chuyện gùi buôn nữa, đừng có chửi vui vơi nữa. À, không có giúp Fanfast đi qua Mỹ giúp nữa, ok. Ôi da. Ai da. Khách hàng thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào chất lượng xe VinFast. Trả lời ngắn gọn, đơn giản và dễ hiểu. Ồ, trời, chữ lắm luôn á. 45 khách hàng mà giữ tin tưởng chữ lắm luôn á. VinFast cho tụi em biết để cho tụi em vui dần ha. Nước Mỹ tụi anh á, mỗi một năm mua cỡ 16-17 triệu chiếc xe. 16-17 triệu chiếc xe. 16-17 triệu chiếc xe. À, con số này tụi em nhìn kỹ chút coi. Số này có liên quan gì tới cái triệu nào không? Hình như nó thiếu tới 6-7 số 0 lần á. À. À. Dạ, trời ơi, chịu hết nổi. Ôi à. Ôi à, chịu hết nổi rồi. Ở Việt Nam mình thấy xe VinFast chạy rất nhiều. Năm bán mấy ba mấy ngàn chiếc, lỗ tỷ mấy đô mà chạy rất nhiều luôn á. Ôi giờ chịu hết nổi với mấy bé này luôn. Thật buồn cho bạn vì bạn là người Việt Nam mà để phát biểu không hay về sản phẩm của người Việt Nam, đã không ủng hộ hàng Việt Nam mà còn bày đặt chê bai hàng Việt Nam. Không? Xe VinFast mang sang Mỹ thì họ đã có cách tính toán để giải quyết với các vấn đề bảo dưỡng rồi nhé. Ủa vậy thì trả lời đi. Cách tính toán đó là cách gì, có thể cho công bố ra đi để cho khách hàng ta khỏi thắc mắc không? Cô chú chị quý vị thấy nói chuyện nó nghe nó bưng bô mà nó thể hiện rõ cái bộ mặt bưng bô luôn. Bán có mấy chiếc xe mà tưởng như lên trời. Trời ơi, trời, nãy giờ mới tìm được cái comment nặng cái comment anh này, comment hay quá trời hay luôn. Bán có mấy chiếc xe mà tưởng như lên trời, gặp mấy thằng câu mồi kiểu này toàn là gạt người nhẹ dạ, khùng quá đi. Câu sao chết quất, anh này là coi như là được có câu trước, câu sao chết quất. Không cần phải chơi những cái văn từ như vậy đâu anh ơi, ok. Nhẹ nhàng thôi, chúng ta cứ nhẹ nhàng thôi. Chúng ta cứ dừng lại, bán được có mấy chiếc xe mà tưởng giống như là lên trời. Vậy đủ rồi, ok.
Ai da, gì đây? Anh bạn cứ yên tâm, người Việt Nam phục vụ chu đáo lớn, chu đáo lắm, bảo hành 10 năm mà. Trời, vấn đề là không biết 10 năm sau xe VinFast nó có còn hoạt động không đó. Nhiều khi nó bảo hành nhưng mà nó dẹp tiệm xong lúc đó hãng nào takeover đấy. Còn phải giải quyết trả lời câu đó luôn đó chứ. Ai da. Ai da, tiếp. Gì đây? VinFast cho thấy họ có thể giao xe Mỹ sau khi trì hoãn tháng 12, tháng Giêng, tháng 2, kể cả thuê với giá ưu đãi chỉ có 45 khách thuê trên tổng số 65.000 khách đặt cọc giữ xe. Có bao nhiêu trong 45 chiếc đó là cò mồi của VinFast? Cái vụ này là coi như không biết cái người comment này có xem kênh mình không. Trước tiên á, trong tổng số mà 50-60.000 mà đơn giữ chỗ của VinFast á, là nó bao gồm 30-40.000 cái đơn giữ chỗ ở tại thị trường Việt Nam á. Nó dùng số liệu của thị trường Việt Nam nó ấn vô luôn. Riêng tại thị trường Mỹ chỉ có cỡ 12.000 người đặt giữ chỗ thôi. Ok VinFast, 12.000 người trên đất Mỹ này đặt giữ chỗ xe VinFast trên tổng số 330 triệu người dân Mỹ. Mà 330 triệu người dân Mỹ này á, là mỗi một năm mua 16-17 triệu chiếc xe hơi. 16 17 triệu chiếc xe hơi. Ok mà VinFast, ok. Đó là câu trả lời cho tụi em đó, ở đó bán cho Mỹ Mào và bán cho Mỹ Xịn tới đâu rồi? Ai da, gì đây? Ai da, trời ơi trời. Gì đây? Chuyên gia Mỹ thì chấm 3 điểm mà coi như fan VinFast thì chấm cho tới 8 9 điểm luôn. Trời ơi, chấm kiểu này là coi như VinFast là coi như là dẹp tiệm chắc. Ai mà tin? Tụi em chấm VinFast 10 điểm hay 11 điểm cũng không ai tin đâu. Tụi em nói VinFast tuyệt vời cỡ nào cũng không ai tin nữa đó. Quên điều đó đi. Không có cơ hội lăn xê VinFast nữa đâu. Ở đó tụi em nghĩ chỉ những hạng tiểu nhân tư thù cá nhân mới lợi dụng một bộ phận bên đó để chống phá. Ủa cái gì mà gốc cột là tụi nó tối ngày tới nó cứ mang ra lúc nào nó cũng nói tự chống phá, có ai chống phá gì đâu trời. Gì đó, người Việt chân chính đâu, tức là ai mà chơi VinFast là không phải chân chính nha cô chú anh chị quý vị đó. Ai da, cảm ơn hai anh đã tin tưởng và ủng hộ hàng Việt của chúng ta, xin mời mấy fan phát qua Mỹ ủng hộ. Tuyệt vời, hay hơn vạn lời nói, tụi em fan phát thấy chưa? Ủng hộ mua xe là cách hành động tốt nhất, đừng có thủ dâm tinh thần giùm nó không giúp được nó đâu. Trời ơi đó nghe. Sọc vẫn chê xe Việt giàu mà xem. Đó, cô chú chị thấy nó vừa chửi Việt nè, nó vừa chửi vừa kêu nó. Nó kêu nè, để mình đọc lại câu nó văn là nó nói sọc sọc vẫn chê xe Việt giàu mà xem. Cô chú chị nghĩ nó gọi sọc là ý tụi nó là gì? Cái đám bá đạo này nó phá hoại VinFast mà vô bờ bến luôn. Trời ơi, nghe anh nói tôi là người Việt mà không dùng hàng Việt thì đố ông nước ngoài nào dám dùng. Nghe xong tôi bấm nút đăng ký kênh luôn. Công nhận đó nha. VinFast xin mời tụi em qua Mỹ đi. Người ta phải thấy tụi em dùng xe VinFast ta mới dám dùng chứ, đúng không? Xin mời. Không. Tự hào VinFast ngay bước đầu họ đã thành công, nhưng chắc chắn sẽ phát triển không ngừng. Ngáo đá nữa. Ngáo nữa. Hay khi chúng tôi sống ở nước ngoài luôn mặc cảm Việt Nam là nước không công nghệ, nay con cháu chúng ta ra nước ngoài sẽ được nhìn nhận khác. Má ơi, nó nổ banh hết. Đó là lịch sử, là cố gắng phi thường của VinFast. Mới có bán được 45 chiếc xe mấy má. Ok mấy em fan VinFast, đéo ai biết VinFast là cái quái gì đâu. Ok, bán được có 45 chiếc xe mà làm giống như là bán 450.000 chiếc xe vậy. Nổ vừa thôi, từ từ nổ, muốn nổ từ từ nổ, yên tâm đi. Xe VinFast nó cũng cần tồn tại thêm thời gian nữa, yên tâm đi. Không?
Ai da, gì đây? Ôi trời ơi trời. Nếu có mặt tại tiểu bang Louisiana, tôi sẽ mua một cái. Nói là làm nha. Ai mà nói là coi như mua xe VinFast là phải làm nha. Mai mốt là thành lê, bữa nào buồn buồn gọi tên kêu nhận xe đó. Wow. Ai mà dỗ ngực xưng tên nói mua xe VinFast, bữa nào buồn buồn coi như là kêu gọi lên nhận xe. Không nhận xe là bị chọc quê nha. Ok. Xem xong video muốn sáng mai mua VF8 mà luôn. Xin mời, em muốn ở đây cái gì mà toàn là nói không vậy trời. Hay à, cảm ơn hai anh rất thuyết phục vậy đi mua xe. Hay à. Ai à, ai à. Quá tự hào, trời ơi tối ngày cứ tự hào. Gì vậy? Là người Việt chúng ta hãy tự hào. Trời ơi trời, tối ngày cứ tự hào. Không mà tụi em không mua xe, tự hào có mua ít nghĩa gì trời. Quá hay luôn, tự hào sản phẩm Việt. Ai da, quá tự hào. Ai da, người... Người ta ở nước ngoài mà người ta mua xe sử dụng cảm thấy tự hào, thì trong nước lại có lắm kẻ tự nhục. Vậy xin mời mấy cái đứa nào tự hào đi mua xe đi, nói nhiều lắm quá gì nữa à, cô chú anh chị thấy quý vị thấy nó bá đạo dễ sợ á. Trời ơi nó nghe tiếp tục coi nó ghi giống gì đây. Thế mà lại chửi gì Kiều nữa là các cô chú anh chị quý vị. Thế mà mấy trang lá cải của bọn thế giới bên kia, bla bla bla, Seven Pass không được cấp phép lăn bánh này nọ, đúng là bọn tự nhục. Xin mời mấy người tự hào đi qua Mỹ mua xe. Muốn có giấy phép phải không? Dạ giấy phép nè. Ok, bây giờ VinFast đã có giấy phép rồi đó. Đi qua Mỹ mua xe. Thủ dâm tinh thần nè, vừa thủ dâm tinh thần rồi ngáo đá rồi quan tưởng rồi chửi rủa chị Kiều. Trong khi chị Kiều đéo có cần mua xe VinFast. Nước Mỹ này đéo có cần mua xe VinFast rồi đó. Hả? Đây là câu trả lời nè. Trời chạy 3 4 tháng trời mà bán được 45 xe, phá kỷ lục luôn á. Guinness. Kỷ lục Guinness. Hay à. Hay à, trời ơi đất Nga. Hay à. Thôi tiếp tục thôi, video đã quá trời dài rồi. Thôi xin chào cô chú anh chị quý vị nha. Xin chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.